xuất hiện của cô bạn thân khiến cho không khí trong nhà An Tâm trở nên rất ngượng ngùng. Giống như một cái bóng đèn cản trở tình yêu của cô và Lăng Tổng. Sau khi chứng kiến cảnh cả hai vui vẻ cười nói còn ôm vai bá cổ, Lăng Tổng đã ghen đến mức không chịu được, ngay lập tức gọi An Tâm vào phòng để giúp anh tắm rửa. Những hành động ái muội của anh khi dồn cô vào góc tường khiến cho An Tâm chỉ có thể mở to mắt. Cô hoàn toàn bất động khi anh có ý định cởi áo mình. Không khí đang tràn ngập lãng mạn và ngọt ngào thì cô bạn thân của An Tâm đột nhiên mở cửa xông vào phòng tắm. An Tâm nhanh trí vất vội chiếc khăn tắm cho Lăng Việt để anh che người lại. Thật đúng là một tình huống vô cùng hài hước và thú vị. Để cập nhật những thông tin mới nhất, cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.